Dạ. Thì cũng như nãy giờ em thấy chị chạy ngoài đường quá trời, thở hổn hển luôn á, và khóc nãy giờ mừng vì khóc. Dạ. Thì nghĩ ra thì em gửi cho chị 1 triệu để mà chia sẻ cho chị nha. Cảm ơn mạnh thường quân đã giúp đỡ cho cô ngày đó, em được qua mùa dịch này với có thức ăn với được ít tiền để đi qua sinh sống rồi. Cảm ơn anh nhiều với cảm ơn mạnh thường quân. Rồi giờ mừng có khóc nữa không? Cái hồi nãy giờ đi về khóc quá trời luôn. Dạ rồi, em chúc chị sức khỏe nha. Em cũng hy vọng số tiền này sẽ chia sẻ được cho chị cũng như là cho bà con trong xóm. Cái chị kia nãy cũng khóc quá trời luôn, là trong xóm là hai người khóc quá trời luôn. Chắc là lâu ngày đó mình cũng không có tiền hả chị? Sao vậy? Sao xỉu vậy? Chóng mặt hả? Dạ rồi, thôi bây giờ chị vô nghỉ đi nha. Dạ, vô nghỉ đi chị. Thưa cô chú anh chị, thì hôm nay em đang có mặt ở quận Bình Tân, đường Tây Lân. Thì hôm nay em đang có mặt ở trước nhà mình thì cũng như chị tên gì chị ha? Phạm Thị Nhí. Phạm Thị Nhí. Và chị Nhí cũng có chia sẻ là những hộ dân ở đây thì sống cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn, cũng như tiền bạc và cũng như là đồ ăn thức uống thì hiện tại thì cũng rất là khan hiếm. Và cũng như là ở đằng trước thì cũng có một cái khu cách ly, thì hồi nãy em đi tới đó thì cũng mới đầu thì mấy anh cũng không cho vào, thì chị cũng có xin rồi. Thì lúc đó là em đứng đó và chị cũng có xin, rồi cuối cùng thì hai mà chị em cũng vào bên trong được. Thì chị ơi, thì trong khu mình gặp khó khăn gì chị hả? Dạ khó khăn gì, tài chính cũng có mà thức lương thực thì cũng có nữa anh. Tại vì ở đây hầu như cũng được gần 3 tháng rồi, hỗ trợ gì cũng được có làng 2 thằng thôi. Dạ. Rồi ở đây thì chủ nhà trọ thì bớt chỉ cho mỗi một phần được có 200 ngàn, rồi phải lo có tiền để trả cho nhà trọ không có. Dạ. Giờ ở đây không có thức ăn nên em thấy số tội, anh em xin anh nhờ anh giúp cho giữ nhà trọ của em. Dạ. Rồi sao giờ chị, sao chị khóc vậy? Dạ. Anh giúp cho dãy phòng em mừng để gì có cũng có lương thực để ăn với ít nặng lo cuộc sống tới trong mùa dịch này. Em cảm ơn anh, em mừng em mới khóc. Dạ. Cũng như bữa giờ khó khăn lắm á chị. Dạ. Khó khăn lắm, giờ không có tiền ăn, không có tiền, thật sự là không có tiền luôn. Người mượn ở đây mình đâu có mượn ai được đâu anh. Ai cũng đi chơi gì phòng này ai cũng đều khổ hết trơn. Thì chị em giúp nhau qua cho mỗi người được ít đồ này kia để xây sở qua cuộc sống thôi. Chứ nhiều thì người ta không có. Thì người ta 100% thì chị em hỗ trợ với nhau lẫn qua cái mùa dịch này thôi. Dạ. Yeah. Hỗ trợ nhà nước thất nghiệp gì đó mà cũng không có, bên em ở đâu cũng có hết trơn. Thì chị ơi, thì hồi nãy chị có chia sẻ mà bên đây mình là 12 hộ hả chị? Dạ, 14 hộ luôn anh. Ở đây là hết, đây là 14 hộ cửa. Hai phòng kia có em bé rồi đóng cửa ngủ nên em không có quay được trong đó. À, tại vì lúc đầu thì chị chia sẻ 12 hộ nên là em chỉ mua được có 12 phần thôi. Thì dạ. Hôm nay thì em cũng có, thì bây giờ là cũng như hôm nay thì em cũng trích tiền của cô Kim Hải ở bên nước ngoài á, thì gửi cho mỗi hộ là 500 ngàn anh chị. Dạ. Thì số tiền là 6 triệu đồng, thì em gửi chị, gần tí nữa chị đi tới phòng chị phát giúp em. Dạ, em thay mặt ở đây chủ dãy nhà trọ này em cảm ơn anh, với con cảm ơn mạnh thường quân trong ngoài và nước, cảm ơn chị con cho con được số tiền cũng được sống được qua mùa này tuy ít nổi nhưng mà con vui lắm. Cảm ơn anh nhiều với cảm ơn mạnh thường quân rất nhiều. Dạ, yeah. Thì chị ơi, thì em cũng có mua thịt heo chị, bây giờ có anh nào ginh em với thịt heo với sữa giúp em với. Thì hôm nay thì em cũng có mua là 10 mà ký thịt heo, thì em cắt ra là làm 12 phần cũng như là một thùng sữa. Thì mỗi thùng sữa là một hộ gồm có một lóc nha chị. Với rồi mấy anh đem, bây giờ một anh thôi, một anh nào thanh niên đi. À, cầm từ từ khi chưa anh đợi tí đi. Với em có mua cá mồi với một ít cái này kia không gì quên ta, một ít rau rau câu để mà cho mấy đứa nít ăn á chị. Dạ,
thì một tí mình phát mỗi hồi một hộp cá mồi, một cái túi thịt với một cái lốc sữa nè. Bây giờ thì mình ginh cái lốc sữa xuống rồi mà anh luôn em. Ừ, chắc đâu đi. Ừ. Mình khui ra giùm em luôn đó anh. Thì bây giờ là các anh nào đi bây giờ các anh nào đi mà phát cho em nè, với bà chị nè. Rồi để em cầm cái mồi phụ cho. Rồi cho chị Nhí, chị cầm ở đây đi. Cầm này nặng lắm. Ừ, cái khui ngang vậy nó khó vậy. Yeah. Bây giờ mình ghé hộ nào trước chị? Dạ, hộ nào. Em đứng dậy với anh các em. Dạ. Cô. Đây em có xin anh người giúp cho đây là 500 ngàn với một cục thịt với hộp cá mồi với hộp sữa. Cảm ơn nhiều, của ít lòng nhiều như đây cũng cảm ơn nhiều. À, từ bữa giờ cuộc sống sao em? Dạ cũng khó khăn lắm, không có làm được, thất nghiệp cũng 2 tháng mấy nay rồi. Không có ai hỗ trợ, cũng được có hỗ trợ nhưng mà được một lần hai lần thôi à. Mà cũng 2-3 tháng nay rồi cũng không có đủ xoay sở. Ừ. Nên bữa nay chị cũng kêu gọi anh đó rồi được hỗ trợ em như đây cũng được. Em cũng cảm ơn nhiều. Rồi, cảm ơn em. Chị hay chị hôm nay mừng lắm không? Dạ mừng. Dạ chú từ chú. Dạ. Em chào anh. Em chào chị luôn nha. Dạ. À, chúc anh chị sức khỏe. Ông, dạ. Trước giờ mình làm công việc gì anh chị hả? Đi làm thuê làm múa chỗ này chỗ kia. Dạ. Rồi bữa giờ cuộc sống mình sao rồi? Dạ rất là khó khăn. Dạ. Thì hôm nay thì em tới đây thì em cũng xin gửi anh chị 500 ngàn tiền là tiền của cô Công Hải. Dạ. Với một túi thịt, với một lốc sữa, với một hộp cá mồi. Cũng như là chia sẻ cho anh chị mong em mong rằng những phần quà này sẽ giúp cho bà con mình vượt qua khó khăn nha. Dạ. Vợ chồng em cũng trước được cảm ơn chị Nhí, sau cảm ơn anh lên tay với lại cô Kim Hải lòng hậu tâm giúp đỡ cho những hội nghèo như của em luôn. Dạ. Rồi. Rồi. Bây giờ thì em chào chị, chúc chị sức khỏe nha. Chị tên gì ha? Dạ em tên Nguyễn Thị Thu Vân. Dạ. Khóc nữa sao khóc vậy chị? Em bệnh. Vậy hả? Bữa giờ khổ lắm hả? Dạ. Có hai mẹ con em nhà. Dạ. Là trong nhà có hai mẹ con hả? Dạ. Bữa giờ ăn cái gì? Người ta cho gì ăn đó. Dạ. Chồng em đi chạy xe giờ dính ở bên đó, người ta không cho về. À. Ba tháng ngày. Rồi trong nhà còn tiền bạc gì không? Dạ không. Vậy hả? Ờ, thì hôm nay thì em tới đây cũng gửi cho chị ít quà. À, em cũng hy vọng những phần quà này sẽ chia sẻ cho chị nha. Yeah. Chị gửi giúp em với. Em chỉ cảm ơn anh với lại cô Kim Yến gửi về cô Kim Hải đến sau với hai mẹ con em. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Chị ơi. Dạ. Em gửi cho chị thêm 500 nè. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Dạ. Mừng không chị? Mừng. Có tiền mua rồi cho con em. Dạ. Chị khui cái túi gì cho con nít nó ăn đi. Cái túi gầu cầu cho mấy đứa nhỏ nó ăn đi. Khui ra bọc rồi xong mình ấy giùm em luôn đi. Hồi nãy chị nói chị tên gì em quên rồi. Chị Quý hả? Chị Nhí hả? Dạ. Rồi phát cho mấy đứa nhỏ ít cao cao ăn giúp em. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Chúc chị sức khỏe nha. Dạ. Bây giờ mình qua. Nhiều sức khỏe nha. Dạ. Thì qua hộ đây. Bật. Chào em. À, trước giờ mình làm gì nghề gì hả? Em lao động tự do. Mình sống với ai? Đụng đâu làm. Không mình nha. À thì hôm nay từ bữa giờ cuộc sống sao rồi? Khó khăn ở tạm có đi làm. À. Còn mình ăn uống thì sao? Mì. Dạ. Trứng. Dạ. Dạ. Rồi chị gửi cho anh ít quà giúp em chị. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Hôm nay thì chị Nhí, chị xúc động, Nhí khóc luôn á. Mừng lắm hả chị? Dạ, mừng. Dạ. Rồi em chào chị nha. Chúc chị sức khỏe. Mình tên gì chị hả? Anh Xíu. Trước giờ làm nghề gì chị? Dạ. Dạ. Rồi bữa giờ ăn uống sao chị? Bữa ăn uống
Dạ. Thì hôm nay thì em tới đây em cũng chia sẻ cho chị cũng như là cho bà con trong xóm mình một ít quà, số tiền này của cô Kim Hải ở bên nước ngoài có gửi em để mà giúp cho bà con của mình đó chị. Thì chị Nhí chị gửi giúp em với chị. Được rồi, em chúc chị sức khỏe nha. Bây giờ qua phòng nào chị. Chào em. Dạ chào. Mà trước giờ mình làm gì em? Thì em muốn việc tự do à? Ừ, rồi. Em thất nghiệp được hơn 2 tháng rưỡi rồi. Thất nghiệp được hơn luôn hả? Dạ. Từ lúc khu này phong tỏa là hầu như ở đây không ai đi làm được hết á. Rồi cũng không có trợ cấp được nhiều nữa. Rồi cuộc sống của em hiện tại thì sao? Hiện tại nói chung là rất khó khăn hơn. Dạ. Cũng cần tiền đóng trọ với lại thức ăn thực phẩm luôn. Thì hôm nay anh tới đây cũng gửi cho em ít quà nha. Dạ. Chị Nhí gửi giúp em với. Gửi cho anh. Cũng có chị Nhí cũng có xem kênh em để mà biết hả chị Nhí? Dạ. Em xem rồi em thấy số điện thoại anh gửi trên TV á, rồi em lấy lại rồi em nhắn tin, rồi mới đầu em điện cho anh á thì anh nói là nhắn tin vô cho máy anh đi, rồi em nhắn tin rồi em xin. Dạ. Rồi, xin bạn hỗ trợ cho các phòng á, mới đầu em xin thì 50 phòng. Tại vì phòng bên kia thì nó có quà, người ta hôm qua là người ta cũng đã xin rồi. Còn bên đây thì xin chỉ ở ảnh, còn bên đây thì không có. Yeah. Rồi nên em bữa nay em mới xin anh lại là nhắn bên đây được mười mấy phòng, là em hỗ trợ gì bên nghĩa phòng bên đây nó khó khăn, rồi nhờ anh giúp được thì em cũng hôm nay em mượn. Yeah. Tại vì ít của ít lòng nhiều, có đỡ gì hơn không. Yeah. Nhờ anh giúp thì được ngàn nào hai ngàn mấy cũng được qua mùa dịch này kia. Em cũng cảm ơn anh với Mạnh Thường Quỳnh rất nhiều. Yeah. Chị muốn khóc nữa rồi. Mừng quá hả? Mừng quá. Dạ, chào cô, chúc cô chú khỏe. Chào. Dạ, cô sống với ai cô hả? Cô sống với anh Khả. Dạ, ở chú đây hả? Dạ, chào chú à. Rồi, bây giờ cuộc sống mình sao rồi cô? Thì ai muốn gì cô làm đó, từ dịch tới giờ không làm nữa. Dạ, thì hôm nay con cũng tới đây thì cũng có gửi một ít quà của Mạnh Thường Quân gửi cho cô ạ. À. Chị gửi giúp em với chị. Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân gửi cho mình. Dạ. Cô cảm ơn con. Dạ. Cảm ơn mấy cô, nhà nước, con nước. Dạ. Yeah. Cũng nhờ có chị Nhí xem cái kênh của con á, rồi chị Nhí biết, chị Nhí cũng có gọi con mà con không nghe máy. Tại vì con cũng có nói với cô chú anh chị là nếu mà có cần giúp đỡ thì có thể là nhắn tin vào số của em, thì em sẽ xem được và em sẽ hồi, khi nào em thấy em đi được thì em sẽ hồi âm cho cô chú anh chị, chứ ban ngày thì em đi làm việc nên em không nghe máy được. Thì chị Nhí cũng nhắn tin con á, con cũng tranh thủ qua. Thấy chị Nhí nãy giờ mừng khóc quá. Cảm ơn con nha, tôi cảm ơn nhiều nha. Dạ. Dạ. Phòng này có con nít nè. Dạ, em chào chị, chào con. Dạ. Cho quà, cho kẹo liền. Cảm ơn chú. Dạ, chị ơi, hôm nay tới đây thì trước tiên chúc chị sức khỏe nha, cuộc sống buổi giờ sao chị? Bây giờ nghỉ thất nghiệp nay cả hơn 2 tháng rồi, anh này cái không có làm gì được, không có tiền bạc, không có tiền đóng nhà trọ, giờ đang khổ lắm rồi. Dạ. Rồi chị Nhí gửi giúp em với. Rồi có mức quà em mặc cũng hơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Dạ. Cảm ơn nhiều lắm, nhiều luôn. Mừng đó chị. Mừng quá hả? Mừng quá, mừng luôn. Dạ. Em khúc khổ này là có vậy là mừng rồi. Dạ. Chào chị, chúc chị sức khỏe. Chị tên gì vậy hả? Dạ, chị Tiết hả? Dạ. Tiết chị làm nghề gì chị? Em làm công nhân. Dạ. Chị sống mình hả? Dạ, sống hai vợ chồng mà anh ta đi cách ly bên kia. Dạ. Rồi thì hôm nay em tới đây thì cũng chia sẻ với chị một ít quà của Mạnh Thường Quân gửi đến cho chị cũng như là cho bà con trong xóm của mình. Thì chị Nhí ơi, chị gửi giúp em với chị. Dạ. Dạ, em có gửi cho mình ít quà để em làm việc. Dạ, em cảm ơn anh, em cảm ơn chị. Dạ, chị cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp em Tiến. Dạ, em cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ em trong mùa dịch. Dạ rồi, em chúc chị sức khỏe nha. Dạ. Dầm còn nữa không chị? Dạ còn 2 khu. Dạ. Rồi chị phát xong rồi chị nhớ chừa quà ở chị nha. Dạ. Phát xong rồi nhớ chừa quà ở chị nha. Ở đâu vậy? Không được có ai vậy anh? Dạ, không Nhí hả? Rồi bây giờ mình đi trên kia thì không mình quay lại chị Nhí. Dạ dạ. Dạ. Là mình đi qua đây hả chị? Là bên đây 8 phòng á hả?
bữa đó là 9 phòng. 9 à. 9 phòng. Rồi mình phát hết 8 hả? Dạ. 9 phòng với đây 3 phòng nữa. Rồi trời mưa rồi, trời ở ngoài đang mưa cô chú anh chị. Em với chị Nhí, Nhí đang ngoài mưa luôn. Dạ, chào con, chào cô. Chúc cô sức khỏe. Ở cô vô. Tên gì cô hả? Cô tên Nhân Liên ạ. Dạ, trước cứ kéo cho. Trước giờ mình làm nghề gì cô? Cô làm nghề làm thuê. Dạ, làm thuê làm sao cô? Làm thuê quán cơm nhưng mà à, mình phụ quán cơm đúng không? Ừ. Dạ. Bữa giờ cuộc sống sao cô? Cô ốm mấy tháng nay rồi. Dạ. Cứ làm ở nhà. Dạ. Hình như cái khẩu trang cô đeo ngược á, cô đeo lại đi. Cô đeo ngược rồi cô nó có cái cây này cô bóp nó lại dính lại. Ủa cái khẩu trang kỳ vậy? Cái khẩu trang này mới hôm vừa rồi họ cho đó. Dạ. Thì hôm nay cô tới đây thì cũng có quà của các mạnh thường quân con mua gửi cho cô. À, chị Ngọc chị Nhí ơi, chị gửi giúp em với. Cảm ơn mạnh thường quân đã giúp chị ạ. Dạ rồi. À, con phép đi cô. Giờ em với chị Nhí nè. Còn hai phần hả chị Nhí? Bữa nay còn khóc nữa không? Dạ nếu mà còn hai phần nữa có thể là mình thăm vô hai phần. Còn tôi với cơ là khỏi. Ủa là sao? Là nãy là hồi nãy nó là 14 phần. Nhưng mà giờ này cho là có thể là vô thì coi như em kêu gọi cũng được, em không có thì cũng không sao. Tại sao nãy không nói 14 đi? Hồi nãy nói 14 hả? Không, ý là có lúc chị nhắn tin em có 12 hả? Dạ thôi giờ không sao thì anh giúp nhưng mà anh muốn chị ra anh mừng giờ. Dạ bây giờ có cách này dễ nè. Là một tí nữa là mấy bà con trong xóm mình là mỗi người cắt cho chị Nhí một ít thịt. Dạ, rồi đó, ok không? Dạ. Cắt cho chị Nhí một ít thịt đi. Rồi em tôi với chị Nhí dạ. À đúng rồi, là bà con mình là một người cắt cho một ít đi. Rồi em sẽ gửi tiền cho chị với anh này sao luôn. Dạ. Dạ. Vậy cho nó sớm giềng nó vui. Dạ. Chào em. Không, tại có bé ngủ nhưng mà mình lên sách luôn em biết á. Dạ. Thì em ơi anh tới đây thì cũng ủa em tên gì ha? Dạ em tên Anh. Em sống mình hả? Dạ em sống mình chồng. À. Cuộc sống giờ sao em? Dạ em thất nghiệp gần 3 tháng nay. Ừ. Rồi mình ăn uống làm sao? Em muốn thì mọi người cho gì ăn đó. À. Thì anh tới đây thì cũng có quà của Mạnh Thường Quân gửi cho em nha. Rồi chị Nhí gửi giúp em với. Cảm ơn Mạnh Quân giúp anh Tuấn. Thường nghiệp chị Nhí ghê luôn á, khóc nãy giờ mà cuối cùng không có sữa luôn. Chị chị kéo trang đeo trang em chị. Rồi cuối cùng mà chị Nhí tí nữa là có thịt heo mà. Dạ. Mình có không có ít thì mình cũng mừng, không có thì mình cũng mừng, cầu anh giúp được mình cho em này cũng mừng. Dạ. Hello con. Bật cho em miếng sáng hả chị? Em chào chị nha, thì hôm nay thì em tới đây cũng có trao một ít quà của Mạnh Thường Quân cho chị á. Chị tên gì chị ha? Mẹ đỏ tôi biết. Rồi mình cuộc sống mình về sao chị? Dạ mình bữa giờ cách ly chọn ở gì đó, rồi ở phòng vậy ngoài. Dạ. Dạ. À, chị ơi chị gửi quà giúp em với chị Nhí. Có gửi cho chị ấp chị cho cháu là. Dạ em cảm ơn anh với ngoài nước tâm huyết. Dạ rồi cảm ơn chị nha. Dạ cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Dạ thì giờ thì chị Nhí là một người gọi điện thoại em qua đây để mà giúp đỡ bà con trong xóm thì có 14 phòng mà hai phòng đóng cửa là chị Nhí không có dám kêu để mà lên danh sách thì trong quá trình phát thì chị Nhí phát hết luôn rồi nên là chị Nhí thì một tí nữa thì sẽ có bà con sẽ cắt thịt lại để mà chia cho anh với chị một ít rồi tiền thì bây giờ thì em sẽ gửi cho anh với chị tại lúc đầu thì chị chỉ nói là có 12 hộ thôi nhưng thật ra thì tới 14 hộ là anh là sống mình nữa anh hả? Dạ đúng rồi, sống mình là có mấy là mình hộ. Dạ thì anh ơi thì em cũng gửi cho anh là 500 ngàn. Dạ, thì sữa thì cũng hết rồi tại dạ, em thôi, sữa em cũng
lớn này, không có ai được gì là cảm ơn quý huynh nhiều lắm. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Rồi, em cảm ơn anh nha, chúc anh sức khỏe nha. Đây này, đây là cô chú chị, đây chị Nhí nè. Nãy giờ khóc quá trời luôn. Bây giờ còn khóc không? Dạ, chú đợi mừng. Rồi chị nay bữa nay là mình hết sữa rồi, hết cái mồi luôn. Thì chị nay thì bà con sẽ cho chị thịt để mà chia sẻ với chị nha. Dạ. Dạ. Thì cũng như nãy giờ em thấy chị chạy ngoài đường quá trời, thở hổn hển luôn á, và khóc nãy giờ mừng vừa khóc. Dạ. Thì nhớ thì em gửi cho chị 1 triệu để mà chia sẻ cho chị nha. Dạ. Cảm ơn anh nhiều, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cho em được số tiền này, cũng qua được mùa dịch. Có thì em cũng mừng em, cảm ơn anh nhiều, với cảm ơn mạnh thường quân đã giúp đỡ cho cô này đó em được qua mùa dịch này, với có thức ăn với được ít tiền để đi qua sinh sống rồi. Cảm ơn anh nhiều, với cảm ơn mạnh thường quân. Rồi giờ mừng có khóc nữa không? Cái hồi nãy giờ đi về khóc quá trời luôn. Dạ. Vậy rồi em chúc chị sức khỏe nha. Em cũng hy vọng số tiền này sẽ chia sẻ được cho chị cũng như là cho bà con trong xóm. Dạ. Chị kia nãy cũng khóc quá trời luôn, là trong xóm là hai người khóc quá trời luôn. Chắc là lâu ngày quá mình cũng không có tiền hả chị? Sao vậy? Sao xỉu vậy? Chóng mặt hả? Dạ rồi, thôi bây giờ chị vô nghỉ đi nha. Dạ dạ, vô nghỉ đi chị. Sáng rồi chị nhớ chưa ăn hả anh? Sáng giờ đi chưa ăn cơm, ngủ mất. Bây giờ nghe anh điện. Dạ rồi. Đây là cơm 2 tháng đó, ai đi làm ăn gì đó. Đây là cơm lớn. Những cái gì ở đây, cơm sập nằm thì không có ai gì. Chị Nhí hôm nay xỉu luôn cô chú anh chị. Chị Nhí chỉ mừng rồi đến lúc mà xỉu luôn á, rồi sáng giờ chị Nhí chỉ nhịn đói cô chú anh chị, chỉ nhận được tiền chỉ mừng lắm. Rồi cái hồi nãy chỉ giữ bức tượng cái chị xỉu, rồi hên là có chị xỉu rồi có cái anh kia chụp ra được á, không biết không chụp được, không biết nghĩ hơi sao luôn á, trời ơi, mô Phật luôn á. Chị Nhí bây giờ ổn rồi hả anh chị? Dạ rồi vậy nha chị. Dạ rồi, để em ghi nhận lại. Dạ nãy thì của chị Nhí, của anh kia thiếu thịt heo nên nãy chị Nhí cũng mừng quá, không biết sao xỉu, em cũng biết, mà giờ chị Nhí tỉnh rồi cô chú anh chị. Thì anh ơi, em gửi anh túi thịt. Dạ, cảm ơn. Dạ. Rồi, em gửi cho chị Nhí nè. Dạ, cảm ơn. Rồi, bây giờ tỉnh cho chị. Dạ, anh đỡ. Rồi. Dạ, em cảm ơn mặt dẫn chợ này, em cảm ơn anh với em cảm ơn mạnh thường quân trong ngoài nước để hỗ trợ cho em. Sớm này chợ em được ít thức ăn với ít tiền để mua đồ lương thực rồi này kia, em cũng cảm ơn anh rất nhiều, với em cảm ơn mạnh thường quân để giúp đỡ. Dạ rồi, chị Nhí mệt thì chị Nhí nghỉ ngơi nha. Dạ. Em cảm ơn chị nha. Dạ. Thấy bài cô chú chị. Dạ. Ở đây em biết là